mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh của công ty âm thanh Bảo Châu Alex. Và ngày hôm nay công ty âm thanh Bảo Châu Alex đang đi lắp đặt một hệ thống âm thanh cho trung tâm hội nghị tiệc cưới Adela ở tỉnh Bình Phước. Thì hệ thống âm thanh ngày hôm nay thì Adela chọn một dàn light array để giúp cho độ phủ âm thanh của trong một cái khán phòng này sẽ được đầy đặn hơn. Và điều đặc biệt nữa là trong một cái khán phòng rộng lớn như thế này thì chắc chắn là nhà hàng sẽ phục vụ hơn 2.000 khách. Cho nên là hệ thống light array ACT Pro ngày hôm nay sẽ được phát huy cho một cái căn phòng của trung tâm hội nghị tiệc cưới. Và để giúp cho chúng ta hiểu thêm về cái hệ thống light array ngày hôm nay thì mời tất cả quý anh chị theo dõi hết đoạn video ngày hôm nay mà công ty âm thanh Bảo Châu Alex mang lại cho quý anh chị. Và đây cũng là một cái idea cũng như là một cái ý tưởng để giúp cho những anh chị nào đang có nhu cầu kinh doanh về mảng âm thanh sự kiện trong trung tâm hội nghị tiệc cưới, thì đây cũng là một cái clip mà có thể cho anh chị tham khảo. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi tất cả các anh em kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống dàn light array ở trong một sảnh tiệc cưới phục vụ hơn 2.000 khách ngày hôm nay nha. Với một hệ thống âm thanh quy mô cho trung tâm hội nghị tiệc cưới thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 tay la của ACT Pro có mã là KR208S. Và đây là một chiếc tay loa có bách đôi là 20, và công suất của những chiếc tay loa này có thể đạt được lên tới 450W. Và ngoài ra thì trung tâm hội nghị tiệc cưới Adela còn trang bị thêm cả hai chiếc súp đôi. Đây là chiếc súp hơi bách đôi là 50 của thương hiệu ACT Pro có mã là KR28. Và công suất của chiếc súp này có thể đạt được lên tới 1.600W. Và bên này sẽ có một chiếc và bên kia cũng có một chiếc. Và phía trên thì cũng sẽ có 4 tay loa của ACT Pro KR208F luôn. Và cả 4 tay loa này và 4 tay loa bên kia đều được treo trên một chiếc giá như thế này. Và chúng ta còn có thể treo được nhiều tay loa hơn nữa. Và phía bên đây thì chúng ta sẽ có thêm cả 4 chiếc loa đến từ thương hiệu của Anto. Và 4 chiếc loa này sẽ có công dụng là hỗ trợ âm nhạc trên sân khấu dành cho ca sĩ. Đây. À, khi mà chúng ta những ca sĩ hát ở trên sân khấu thì chúng ta sẽ có những chiếc loa monitor như thế này sẽ hỗ trợ cho ca sĩ nghe được bài nhạc được rõ hơn. Đấy. Thì đây là chiếc loa đến từ thương hiệu của Anto có mã là TX312. Và công suất của chiếc loa này có thể đạt được lên tới khoảng 350W cho đến 700W tùy theo cái chế độ mà chúng ta sử dụng. Đấy là phần loa monitor ngày hôm nay. Và để điều khiển và trung tâm xử lý cho những chiếc loa này thì ở đây trung tâm hội nghị tiệc cưới có trang bị thêm một bàn mixer đến từ thương hiệu Midas. Bàn mixer này có tên là MR32. Phần bên trong của tổ thiết bị thì chúng ta sẽ có một thiết bị micro không dây đến từ thương hiệu của BCE VIP 6000. Thiết bị ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một thiết bị đẩy ACT Pro có tên là FB14000. Thì cục đẩy công suất này chúng ta sử dụng cho đánh cho sub. Và cục đẩy ở phía dưới tổng cộng có 4 kênh là FB10000W, là cũng đến từ thương hiệu của ACT Pro luôn. Và cục đẩy này chỉ sử dụng đánh cho loa. Đấy, 4 kênh sẽ đánh cho loa. Đấy. Và tất cả các thiết bị ngày hôm nay công ty âm thanh Bảo Châu Alex lắp đặt cho một hệ thống âm thanh dành cho trung tâm hội nghị tiệc cưới Adela ở tại tỉnh Bình Phước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình trải nghiệm chức âm của bộ dàn ACT Pro ngày hôm nay ở tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Adela ở tại tỉnh Bình Phước nha. Trong cuộc đời chân vui, buồn đau là chỉ ở đâu nữa. Hãy đến đâu
Và như quý anh chị cũng đã xem thì chất âm của bộ dàn ACT Pro này đã được trình diễn trong một show đám cưới cực kỳ hoành tráng như ngày hôm nay. Và điều đặc biệt hơn là có sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng. Như quý anh chị cũng đã nghe cái chất âm cũng như là chất giọng của ca sĩ ngày hôm nay được phát ra rất là sáng. Và những bản nhạc được ra từ tiếng súp cho đến những chiếc tai loa và cả âm thanh của loa monitor nữa. Phải nói là ngày hôm nay là một cái chương trình show đám cưới cực kỳ hoành tráng ở tại Anela. Và quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và cũng như là trang bị cho mình một dàn âm thanh để phục vụ cho công việc của chúng ta thì hãy liên hệ ngay cho công ty âm thanh Bảo Trọng Elite để được hỗ trợ tư vấn. Và xin phép được hẹn quý anh chị vào chương trình kỳ sau.